Báo Nga, Việt Nam vừa làm được điều kỳ diệu. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, song Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi vừa kiểm soát chiến thắng dịch bệnh, vừa hồi phục mạnh mẽ kinh tế. Những nỗ lực ấy của Việt Nam đã được nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm bao gồm Moody's, S&P và Fitch nâng triển vọng lên tích cực. Song song với đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nhờ khả năng chống chịu tốt của nền kinh tế cùng những chính sách chống COVID-19 quyết liệt, Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của mình trong năm 2021 này. Việt Nam, quốc gia duy nhất được ba tổ chức nâng hạng tín nhiệm lên tích cực. Việt Nam vừa làm được một điều kỳ diệu, lập thêm một kỳ tích mới bất chấp ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 khi là quốc gia duy nhất được đồng loạt ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đánh giá cao, nâng triển vọng lên mức tích cực. Cụ thể, theo Bộ Tài chính Việt Nam, ngày 21 tháng 5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's Global Rating (S&P) thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm của quốc gia Việt Nam, nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Theo Bộ Tài chính Việt Nam, cơ sở tổ chức S&P đưa ra quyết định giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia và điều chỉnh tăng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực là sự ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng và cải cách liên tục trong cơ hoạch định chính sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục gây tác động đến kinh tế xã hội. Đồng thời, tổ chức S&P đánh giá rằng tiếp theo mức tăng trưởng GDP năm 2020 thuộc nhóm cao nhất trên toàn cầu, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng 1 đến 2 năm tiếp theo nhờ vào các giải pháp hiệu quả của chính phủ để kiềm chế dịch bệnh trong nước. Việt Nam có vị thế điểm đến hàng đầu trong Đông Nam Á về thu hút FDI, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vị thế đối ngoại vững chắc, theo S&P. Thêm vào đó, S&P cũng ghi nhận kết quả tài khoá, nợ công tiếp tục giữ vững tính hiệu quả và linh hoạt, có phần hỗ trợ kiểm soát đại dịch. Bộ Tài chính dẫn phân tích của tổ chức này cho thấy, bất ổn từ đại dịch kéo theo bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong năm 2020, đã có 124 lượt hạ bậc và 133 lượt hạ triển vọng trên toàn thế giới. Còn tính đến ngày 21 tháng 5, đã có 16 quốc gia bị hạ bậc trên toàn thế giới từ kết quả đánh giá của ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn toàn cầu là Moody's, S&P và Fitch. Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng đồng loạt nâng triển vọng lên tích cực. Việt Nam tiếp tục theo đuổi các mục tiêu kinh tế bất chấp COVID-19. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, với kết quả này, một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng đối với thành công của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ ngành dưới sự chỉ đạo quyết liệt, nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao hệ số tín nhiệm của quốc gia, Bộ Tài chính khẳng định. Cũng trong thông cáo phát đi, Bộ Tài chính tái khẳng định quan điểm của Chính phủ trong năm 2021 và các năm tiếp theo, mặc dù khó khăn, thách thức là không nhỏ, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế. Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế song song với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 để tiếp tục tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu chung, dài hạn của đất nước và nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia. Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện thành công năm 2021. Mặc cho những biến động phức tạp của đại dịch COVID-19 cả trong và ngoài nước, Việt Nam vẫn đang khiến các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tài chính quốc tế hết sức ngạc nhiên và khâm phục về khả năng hồi phục của mình. Trong số các yếu tố làm nên thành công của Việt Nam cho đến ngày hôm nay, có bao gồm cả quá trình tích lũy các bộ đệm tài khoá, kinh tế đối ngoại, tài chính và một loạt các cải cách hành chính của chính phủ. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, nếu có thể duy trì và đẩy mạnh công cuộc cải cách, Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của mình trong năm 2021. Giám đốc quốc gia của Viện Frederick Naumann Foundation, FNF tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Andrea Stoffer đánh giá, trong những tháng đầu của năm 2021, các tín hiệu phục hồi của nền kinh tế Việt Nam là rất rõ ràng. Cũng chính giáo sư Andrea Stoffer hơn một năm trước, tháng 3 năm 2020, từng dự báo Việt Nam sẽ trỗi dậy mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng mà COVID-19 mang lại. Vào thời điểm đó, đây là một dự đoán khá can đảm, nhưng điều đó trở thành sự thật đối với Việt Nam trong năm dông bão của cuộc khủng hoảng toàn cầu 2020, giáo sư Andrea Stoffer bày tỏ. Theo ông Stoffer, mục tiêu của Việt Nam không nằm ở phục hồi hình chữ V như nhiều quốc gia khác hy vọng. Đối với Việt Nam, mục tiêu phục hồi là hình căn bậc 2. Điều này có nghĩa là Việt Nam không chỉ mong muốn hồi phục lại mức trước khủng hoảng mà còn vượt qua một cách rõ rệt để tiếp tục phát triển. Trong khi đó, chuyên gia Era Dapla Norris và Yuan Yan Sophia Zhang, vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng khả năng chống chịu tốt của nền kinh tế và các biện pháp kiểm soát dịch quyết liệt, Việt Nam đã vượt qua cơn khủng hoảng của COVID-19 trong năm 2020. Cho đến nay, Việt Nam vẫn còn dư địa đáng kể để gia tăng năng suất và cải thiện khả năng chống chịu của nền kinh tế. Tái định vị vị thế của Việt Nam hậu COVID-19.
Khối nghiên cứu kinh tế ngân hàng HSBC dự báo Việt Nam sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng khi kinh tế thế giới mới chỉ bắt đầu thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch do coronavirus gây ra, nhất là nếu tận dụng thật tốt lợi thế về FDI. Khi thế giới bắt đầu hồi phục từ đại dịch, tương lai của Việt Nam càng tươi sáng hơn. Chúng tôi dự đoán vốn FDI vào Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ. Điều này sẽ giúp Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kinh tế với mức tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng 6,6%. Tổng giám đốc HSBC tại Việt Nam Tim Evans khẳng định. Chuyên gia này còn hết lời khen ngợi Việt Nam ở nhiều góc độ. Theo đó, trong khi Việt Nam đã sở hữu một thương hiệu quốc tế rất tốt nếu xét từ góc độ là điểm đến của FDI, thì cách thức Việt Nam kiểm soát COVID-19 đã giúp nâng cao hơn nữa thương hiệu của đất nước. Chưa hết, đồng tiền ổn định, dự trữ ngoại tệ mạnh, 15 hiệp định thương mại tự do, FTA, tình hình lạm phát được kiểm soát và trên hết là lực lượng lao động trẻ, chăm chỉ và có tinh thần kinh doanh là những thế mạnh không nhỏ của Việt Nam. Tổng giám đốc của ngân hàng HSBC tại Việt Nam cũng thông tin, cùng với sự thành công của Samsung và Intel tại Việt Nam, một số ông lớn công nghệ như Google và LG cũng đang chuyển hướng chuỗi cung ứng của mình sang Việt Nam. Về phần mình, giáo sư Andrea Stoffer cho rằng có 3 yếu tố quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế trong năm 2021. Thứ nhất là tự do hóa thương mại và các hiệp định thương mại tự do. Thứ hai là chính sách tài khoá và tiền tệ thận trọng, khôn khéo. Thứ ba là luật đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư. Theo giáo sư Stoffer, nếu đảm bảo làm tốt 3 vấn đề nêu trên, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chặng đường thành công của nền kinh tế năm 2021. Vị chuyên gia trước đó cũng nhận định rằng, để tái định vị Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn sau khủng hoảng COVID-19, rất cần những chính sách thương mại tự do và thân thiện với nhà đầu tư nước ngoài. Đây là những yếu tố rất quan trọng cho sự phục hồi của nền kinh tế.